Cận cảnh kẻ gian dùng cây sào móc tài sản hốt cả chục triệu, khổ chủ kế bên không hề hay biết. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động như sau: kẻ gian đã đứng bên ngoài dùng cây sào để câu trộm tài sản bên trong ngôi nhà, dù lúc này theo clip đang có người nằm võng đung đưa thiêu thiêu ngủ, nhưng kẻ gian vẫn hành nghề hết sức táo tợn. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể vụ việc sau xảy ra tại Kiên Giang rạng sáng. Theo gia chủ cho biết, có một người bạn ghé chơi và ngủ lại ở trước phòng khách nhà. Vào lúc 4 giờ 15 phút có hai thanh niên chạy xe Sirius đậu trước cửa và dùng một cây dài để móc túi xách của người bạn. Kẻ gian đã dùng cây sào chọt qua cửa sổ, một thủ đoạn ta nói hết sức tinh vi. Tên này cố sức kéo túi xách lết nhẹ trên sàn để tránh gây động tĩnh. Lúc này khổ chủ vẫn đang nằm ngủ trên võng không biết trời trăng mây gió gì. Số tài sản mất gồm bóp tiền hơn chục triệu và điện thoại. Đến sáng phát hiện check camera mới hết hồn không tin vào mắt mình vì kẻ gian quá táo bạo. Xem lại camera mà rụng rời tay chân. Đây cũng là lời nhắc nhở cho mọi người khi về đêm nên khóa cửa sổ cẩn thận. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần quán triệt những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Được biết khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng, nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm, nhất là những căn nhà có cửa sổ phía trước hoặc mở cửa hớ hênh dễ cho người lạ nhìn thấy và ra tay câu trộm đồ. Còn bạn mà thấy sao về tình huống câu dọ sách qua cửa sổ hết sức táo tợn này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày.